Bất chấp những cảnh báo về sự nguy hại khi lạm dụng rượu bia, nhiều người dân vẫn cứ chìm đắm trong ma men và coi nó như một thói quen không thể thiếu mỗi ngày. Uống quá nhiều rượu đã khiến cho sức khỏe bị suy kiệt, dẫn đến tình trạng rối loạn tâm thần, gây ra những hoang tưởng và ảo giác. Bệnh nhân Vũ Đồng Tá nhập viện trong tình trạng sức khỏe suy kiệt, tinh thần hoảng loạn không kiểm soát, được đưa vào khoa cai nghiện tự nguyện và phục hồi chức năng Bệnh viện Tâm thần Kinh tỉnh điều trị chứng loạn thần. 41 tuổi, nhưng anh Tá đã có thâm niên trên 10 năm nghiện rượu. Ngày 3 bữa đều uống rượu, nếu gặp bạn bè, chén chú chén anh thì anh Tá cũng phải uống trên nửa lít rượu. Thường xuyên cũng hay uống, nhưng mà uống theo ra bữa thôi. Đôi khi là gặp bạn bè anh em thì hay tụ tập nhau uống là bị say. Nhà em nó uống lâu rồi cho nên nó không bỏ được, dẫn đến là tinh thần hoảng loạn, không kiểm soát được bản thân. Cứ xông ra đường có cái ảo giác là thấy mọi người vây bắt mình ấy, cái sợ hãi ấy, như kiểu là gặp phải ma tà. Điều trị cùng khoa với anh Tá là bệnh nhân Vũ Sĩ Hoàng, 61 tuổi. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, ông Hoàng đã 4 lần phải vào Bệnh viện Tâm thần Kinh để điều trị chứng rối loạn tâm thần. Ngoài ra, do ông đã quá lạm dụng rượu bia gây biến chứng sang những bệnh khác như xơ gan, tiểu đường. Nói chung là từ năm 2004 đến bây giờ, tôi uống rất chi là nhiều rượu. Bữa một hiêu, sau rồi tôi lại đi làm độ khoảng 1-2 tiếng sau tôi lại uống. Đấy chứ không phải là tôi uống 1-2 lít là cùng một bữa. Chia nhỏ ra nó làm nhiều bữa trong ngày. Đã nghĩa sức khỏe của tôi là rất là khỏe, nhưng mà vì tôi uống rượu, coi đến giờ là sức khỏe của tôi là quá yếu. Theo thống kê của Bệnh viện Tâm thần Kinh Hưng Yên, hiện bệnh viện đang điều trị cho trên 100 bệnh nhân, trong số đó có tới 1/3 số bệnh nhân đều bị loạn thần do rượu bia, và tỷ lệ này có chiều hướng tăng theo từng năm. Đa phần các bệnh nhân đều có tiền sử uống rượu từ 10 năm trở lên, có người uống rượu từ 25 đến 30 năm. Tỷ lệ bệnh nhân rối loạn tâm thần và hành vi do rượu so với năm trước là tăng khoảng 10%. Các bệnh nhân khi nhập viện thì thường có những biểu hiện mất ngủ, kích động về ngôn ngữ và hành vi, đặc biệt là có những hoang tưởng và ảo giác rất là rầm rộ, gây nguy hại đến bản thân và người thân và cộng đồng. Mặc dù đã biết tác hại của rượu bia, thế nhưng đa phần nam giới vẫn cứ tìm đến nó như một thú vui không thể thiếu trong mỗi cuộc giao lưu gặp gỡ. Và thực tế, đã có rất nhiều gia đình khốn khổ cũng chỉ vì rượu.